Chân Tư vừa bước vào phòng thì đã bắt gặp cảnh tượng đau lòng, trước mặt anh là con nhỏ Tiểu Huân đã bị cắt cho nát bét thành trăm mảnh, Tiểu Nhãn thì miệng liên tục gọi anh là mẹ nhìn nè. Tiểu Ái lúc này mới giải thích bảo, đại nhân, ngài cũng cảm nhận được rồi. Cô ta không chết, chỉ là bị hạn chế thôi. Chân Tư nghe vậy liền gật đầu tỏ ý hiểu bắt đầu vận công thi triển cấm thuật hồi sinh cho con nhỏ Tiểu Huân miệng bảo, không sao, rất nhanh sẽ xong. Vừa giơ tay tạo ra luồng quỷ khí đỏ ngòm chân tư vừa bảo, dù sao cũng là dùng điểm truyền thuyết mà bản thân Tiểu Huân kiếm được để hồi sinh cho nó. Rất nhanh chóng hệ thống đã thông báo, tiêu hao 300.000 điểm truyền thuyết, bổ sung quy tắc cho cuộc gọi nhớ. Theo đó cuộc gọi nhớ bị cắt đứt vẫn có thể tiếp tục giết người. Những nốt nhạc thiếu sót và ngắt quãng không ảnh hưởng đến việc săn giết của cuộc gọi nhớ. Ngoài ra phạm vi của cuộc gọi nhớ đã được mở rộng ra phạm vi toàn quốc. Thông báo vừa dứt thì một con quái dị vô cùng khủng bố hiện ra cười đầy kinh dị nhào về phía chân tư mà gọi đại ca ca. Chỉ thấy con nhỏ Tiểu Huân trực tiếp nhào vào ôm cổ chân Tư mà gào khóc om sòm bảo, đáng sợ quá. Em cảm thấy cơ thể của em bị cắt thành từng mảnh nhỏ, ngay cả nói năng cũng bị ngắt quãng. Chân Tư nghe đến đây mới đẩy Tiểu Huân ra mà hỏi nó, là chuyện gì đã xảy ra thế? Hệ thống nghe vậy mới giải thích, là cục trưởng ủy ban đặc biệt đã sử dụng đạo cụ đặc thù có tên là Thấu Minh Tiễn Đao để hạn chế cuộc gọi nhớ. Cùng lúc đó, khoa đặc biệt thông qua bỏ phiếu để phòng ngừa tình huống không thể hạn chế được cô gái Hoàng Tuyền, phối hợp với Thấu Minh Tiễn Đao kích hoạt kèn diệt vong. Trần Tư nghe tới kèn diệt vong thì liền hỏi đó là cái gì. Hệ thống giải thích, kèn diệt vong là một vật phẩm đặc thù, có thể hút tất cả âm thanh trong khu vực vào chiếc sừng. Ủy ban đặc biệt hay dùng nó để tấn công vào những con quái dị có hệ số rủi ro cao nhất. Để sử dụng được nó thì cục trưởng ủy ban đặc biệt Khang Bình đã phải hy sinh thanh quản của 10.000 người trong thành phố, đời này bọn họ sẽ không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào được nữa. Trần Tư nghe đến đây liền xoa đầu nhỏ Tiểu Huân mà cảm thán bảo, để tiêu diệt được Tiểu Huân Lần này người của ủy ban đặc biệt đã bỏ ra một cái giá thật lớn a. À. Tại một bệnh viện trực thuộc ủy ban đặc biệt, bên trong phòng cấp cứu hồi sức, lúc này Thanh Trị đang ngồi bên giường bệnh chờ Cục trưởng Khang Bình tỉnh lại. Vừa tỉnh lại sau bao ngày mê man, Khang Bình đã hỏi Thanh Trị, "Là vật phẩm đặc thù kia đã sử dụng thành công chưa?" Thanh Trị nghe vậy bảo ngay, "Là sừng hủy diệt đã được sử dụng. Vì vậy quái dị cuộc gọi nhỡ đã không thể tiếp tục phạm tội, chắc chắn nó đã bị hạn chế. Ngày mai bộ công an sẽ tổ chức họp báo với lý do bọn khủng bố đầu độc nguồn nước, gây hoại tử dây thanh quản của người dân." cụ thể là một bản tin sẽ được phát giới chức sẽ thao túng truyền thông để đưa tin là có vụ đầu độc bằng vũ khí sinh học ở khu ổ chuột gây ra tình trạng câm cho hàng ngàn người những kẻ khủng bố đã phát triển một loại vũ khí sinh học mới gây ra ngộ độc tập thể ở khu ổ chuột thành phố giang thanh trí thông tin thêm cho khang bình biết là phí tái định cư cho những người này cũng đã được chuẩn bị sẵn hiệp định cũng đã được ký kết và có hiệu lực nếu những người này hối hận và phản đối thì số tiền sẽ bị lấy lại nói tới đây thì thanh trí nhấn mạnh là mọi chuyện chắc đều ổn cả thôi số tiền bồi thường khổng lồ này thực ra là tiền bịt miệng là do các ông già trong viện nghiên cứu trả khang bình nghe đến đây liền thừa thào hỏi thanh trĩ là tên nhóc hồng âm đó đã chuẩn bị thế nào rồi thanh trĩ bảo trong thời gian này hồng âm đã có chuẩn bị không có vấn đề gì khang bình nghe tới đây mới có chút yên tâm bảo thế là tốt rồi nói rồi thì ông ta cảm ơn cô nàng thanh trĩ đã làm việc vất vả suốt mấy ngày qua khang bình nói đến đây liền bảo thanh trĩ là không phải cô định tổ chức tiệc chia tay cho hồng âm sao nhân tiện hãy kêu thằng nhóc chân tư đó tới Khang Bình nói đến đây thì hơi hạ giọng xuống bảo, nếu cậu ta có bất kỳ sự nghi ngờ nào, hãy tìm cách chuyển hướng sự chú ý của cậu ta đi chỗ khác. Thanh Chỉ nghe vậy thì không khỏi ngập ngừng bảo, ý Khang Bình là, điều này có thực sự phù hợp không? Khang Bình nghe vậy liền trấn an Thanh Chỉ mà bảo, không sao cả, với khả năng và tính cách của chân tư, thì những quái dị mà bọn họ lo sợ có thể chỉ là bước đệm cho sự trưởng thành của cậu ta mà thôi. Thay vì nghi ngờ cậu ta, thì sao bọn họ không cứ tin tưởng và giúp cậu ta một tay trong quá trình trưởng thành chứ? tại căng tin ủy ban đặc biệt lúc này chân tư đang ngồi nhìn suất ăn rẻ tiền trước mặt mà không khỏi chán chẳng buồn nói mà bảo với hồng âm là anh rủ tôi đi ăn tiệc chia tay vậy mà lại là ở cái căng tin rẻ rách này sao con hàng hồng âm nghe vậy thì đứng phất dậy mồm loa mép giải bảo ăn ở đây thì sao chứ các đầu bếp trong bộ phận đặc biệt của chúng tôi đều là những cao thủ ngọc trai đen năm sao michelin đấy nói rồi thì hồng âm liền hỏi chân tư là anh đã bao giờ nếm thử một tô súp hải sản giá 28 xu và một tô bò hầm wagyu giá 51 xu chưa? nói đến đây thì hồng âm liền chốt sổ một câu bảo canh rong biển ra tôm và nem bò chỉ cần chân tư thích thì cứ việc gọi thêm bao nhiêu tùy thích nói đến đây thì thằng này liền khóc ầm lên bảo tối nay anh ta phải đi gặp cô gái hoàng tuyền chân tư có thể đối xử tốt với anh ta chút được không chân tư nghe vậy thì mặt không cảm xúc bảo thật khó để đánh giá nhưng dù sao anh cũng chúc hồng âm mã đáo thành công nhìn con hàng hồng âm gục mặt xuống bàn đầy chán nản chân tư liền quay qua hỏi thanh trĩ là cô ta gọi anh đến không phải chỉ để tiễn hồng âm đâu phải không Thanh Chỉ nghe vậy liền lấy ra một tấm thẻ bảo, đây là thẻ hội viên của tổ chức trừ linh võng. Một trang web được dẫn dắt bởi một số chê bon hàng đầu trong nước, chức năng chính của nó là cung cấp kênh cho một số nhân vật hàng đầu thực hiện nhiệm vụ diệt trừ quái dị. Bắt lấy tấm thẻ Thanh Chỉ quảng cho, chân tư đầy tò mò hỏi là tại sao cô lại đưa cho anh cái này chứ? Thanh Chỉ nghe vậy liền giải thích đơn giản là ngay cả người giàu nhất cũng chắc chắn sẽ chết nếu gặp phải những quái dị và oán linh. Vì vậy những tên lắm tiền nhiều của có mối quan hệ này sẽ tìm các kênh ở ủy ban đặc biệt để mua một số công cụ thực hiện nhiệm vụ, hoặc nếu họ có thông tin liên lạc của người giám sát, họ cũng sẽ gọi điện nhờ giúp đỡ. Cô nàng tóc bấm ngồi cạnh Thanh Trị lúc này mới thêm lời giải thích, chỉ là bọn cô ta không thiếu tiền, cũng không có nhiều thiện cảm với đám tài phiệt đó. Vì vậy, nếu đó không phải là do ủy ban đặc biệt ra yêu cầu nhiệm vụ thì bọn cô ta cũng sẽ không đi làm mấy việc đó. Trần Tư nghe vậy vẫn không hiểu kiểu gì giơ cái thẻ trên tay lên bảo, vậy thì tại sao các cô lại đưa cho tôi cái này? Các cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi thì phải. Người đẹp tóc bấm nghe vậy liền đầy thâm ý giơ tay ra bảo, "U Linh, cậu không biết à? Sau khi cậu giải quyết được tên hàng xóm ác ma tiểu song gần nhà đó thì cậu đã đặc biệt trở nên nổi tiếng trong số những người giám sát tại ủy ban đặc biệt rồi đấy. Vì vậy, có rất nhiều cấp trên tai to mặt lớn của ủy ban đặc biệt muốn kết giao với anh, chứ đừng nói đến những người bình thường." Thanh Trí đến đây mới bổ sung bảo, "Những quái dị đã liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây và chân tư khác với hầu hết những người giám sát khác." Thanh Chỉ bảo chân tư cực kỳ có năng lực và không sợ chết, nhưng anh lại muốn cố gắng hết sức để bảo vệ những người bình thường yếu đuối. Vì vậy ủy ban đặc biệt muốn chân tư nhận được nhiều phần thưởng hơn cho những gì anh đã làm. Nói tới đây thì Thanh Chỉ khẳng định, chân tư sẽ là trụ cột trong số các giám sát viên của ủy ban đặc biệt và bọn họ cần sự giúp đỡ của anh để đánh bại quái dị. Nói đến đây thì Thanh Chỉ hơi trầm giọng xuống nhấn mạnh, nỗi ám ảnh của chân tư về quái dị xuất phát từ việc những người bạn tốt xung quanh anh đã bị giết bởi con quái dị đến lượt bạn trước đó. Thanh Chỉ bảo, nhưng kỳ thực cô ta vẫn luôn có chút tò mò đó là con quái dị đến lượt bạn đó không hiểu đã biến mất kiểu gì nó có liên quan gì tới chân tư không chân tư nghe đến đây liền rơi vào trầm tư tự nhủ là không ngờ thanh trĩ này lại nhạy cảm như vậy chỉ vì anh đã quá tích cực trước quái dị mà cô ta có thể nghi ngờ liệu anh có động cơ khác hay không sao chân tư nghĩ đến đây liền đút thẻ vào túi cười mỉm bảo quái dị tới lượt bạn sao tôi gần như quên mất nó rồi chân tư nói đến lượt bạn quả thực đã biến mất và anh cũng rất bất ngờ về điều này chân tư nửa đùa nửa thật bảo có lẽ nó bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh rồi bỏ chạy khi biết mình trở thành con mồi của quái dị khác chăng chân tư đầy trào phúng bảo chắc thanh chỉ không nghĩ rằng anh có đủ năng lực giết được quái dị đâu đúng không vì về cơ bản thì quái dị không thể bị giết chết một cách hoàn toàn được phải không miệng thì nói là thế nhưng thực ra trong lòng chân tư đang cười thầm mà cho rằng con quái dị tới lượt bạn đó chắc bây giờ đã chết dục trong bụng của thằng đệ tiểu nhãn rồi chân tư đoán nó đã trở thành một phần của thằng đệ một mắt của mình luôn rồi chân tư nói đến đây liền đứng dậy bảo với thanh trĩ là anh muốn nhấn mạnh rằng anh đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra của Ủy ban đặc biệt. Vì vậy anh sẽ ghi nhận lòng tốt của Thanh Trĩ, cảm ơn vì đã cho cho anh tấm thẻ này. Miệng nói vậy thôi, nhưng chân tư lúc này đang tự nhủ bảo, cứ nhận thêm nhiệm vụ để có thêm điểm huyền thoại bù đắp cho vụ của Tiểu Huân trước. Thực ra chân tư cũng phải cảm ơn Thanh Trĩ đã cho mình cơ hội giải thoát con nhỏ Tiểu Huân khỏi cái kèn diệt phong đó. Nói hết những gì cần nói xong thì Thanh Trĩ cũng đứng lên bảo, đây chỉ là một số nghi ngờ mà cô muốn làm sáng tỏ thôi, chứ không có ác ý gì cả, Nói rồi thì người đẹp tên chỉ chỉ vào con hàng hồng âm bảo, còn giờ thì hãy để tên này tỉnh táo lại trước. Đêm nay hắn sẽ không thể trốn thoát được đâu, nói rồi thì thanh chỉ và cả ba người mau chóng rời đi sau đó. Chân tư vừa quay người rời đi thì thanh chỉ đã quay lại bảo. À nhân tiện, lần này người tìm cậu có lẽ là bát thành thị trí năng đoàn tên hướng tiên sinh đó. Cháu trai của ông ta mất tích và ông ta đang chi rất nhiều tiền để tìm thanh tra đến điều tra về việc này. Thanh chỉ nói tới đây liền giải thích thêm là cháu trai của lão hướng tiên sinh đó dường như đã biến mất trong không khí không có bất kỳ manh mối nào và những người giám sát được cử tới đó điều tra cũng mất tích không còn quay trở lại nữa